Xin chào tất cả quý anh em nhé. Thì hôm nay giới thiệu cho anh em ít bóng đèn Osram cho rim này anh em. Đây là bóng All Season Super, dòng này là siêu sáng phá xương. Cái độ sáng của nó công suất tới 35W lận. Thì anh em yên tâm nha, cái này là bóng Osram chính hãng, có tem bảo hành chính hãng chống giả của Bộ Công an nha anh em, yên tâm. Đấy, chứ không phải là cái loại Osram hàng giả đâu. Osram thì bây giờ nó giả rất là ghê nha, cho nên mua phải mua hàng chính hãng xài mới ngon. Osram thì do nó ngon quá, nó nổi tiếng quá, cho nên là hàng giả nó rất là nhiều nha anh em. Đây là cái hộp Osram của bên mình này. Đây là hộp Osram nha. Thì cái Osram này anh em là nó được sản xuất là ở Trung Quốc. Đây anh em ạ. Sản xuất là ở Trung Quốc. Đây. Trung Quốc nó sản xuất này. Đâu rồi? Đây, made in China này anh em thấy chưa? Thì nhiều anh em hỏi là bóng này bóng Trung Quốc à, thì không phải nha anh em nha. Bóng Osram đó là bóng Đức. Đặt nhà máy sản xuất ở rất là nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, thì Trung Quốc nó là thuộc dạng phân phối bóng. Nếu như mà các đơn vị nhập khẩu ở khu vực Đông Nam Á thì nó sẽ lấy bóng từ nhà máy Trung Quốc nhập qua nha anh em nha. Thì đây là bóng Osram nha anh em, đây thông số của nó này. Dòng All Season Super này anh em. 35W nha anh em nha, rất là sáng. Thì cái này nó là đến thương hiệu Osram này đến từ Đức nè anh em. Asbot Germany này, có nghĩa là Đức nè anh em, nhập khẩu từ Đức. Made in PRC có nghĩa là bóng được sản xuất ở Trung Quốc nha anh em nha. Made in nha anh em nha, made in có nghĩa là được sản xuất ở. Còn cái này nè, made from, ở quên là cái nơi sản xuất, nơi cái thương hiệu là nó sẽ ở Đức nha anh em nha. Cho nên là giống như anh em biết iPhone thì nó là thương hiệu của Mỹ, nhưng mà các cái điện thoại của nó thì vẫn được sản xuất ở Trung Quốc nha anh em, bình thường. Tại vì Trung Quốc bây giờ nó là cái nhà máy đạt nơi đạt nhiều nhà máy sản xuất của các thương hiệu lớn trên thế giới rồi. Cho nên là anh em yên tâm, tiêu chuẩn này kia là nó là chuẩn chỉ cho anh em, để cho anh em yên tâm nha. Thì cái bóng dòng All Season Super này bên mình đang bán cái giá là 115.000. Cái này là bóng 2 chân. Anh em có thể chúng ta gắn cho dòng rim hoặc là quay đời đầu nha anh em nha. Em ơi, để mình sẽ nhờ nhân viên của mình lại đây, mình cắt ra cho anh em coi em ở bên trong cái bóng như thế nào. Em cắt cái viền này ra, em lấy bóng này cho khách coi này. Cắt dọc ở đây này. Đây, bây giờ mình sẽ nhờ nhân viên của mình cắt ra cho anh em coi. Cắt ở các bên hông á, đúng rồi. Vừa nó cẩn thận, cắt đứt vô tay. Không cần xé đâu. Đây này, anh chỉ cho. Không có cắt, đấy, đây. Cắt vô đây này, cắt cái phần này này. Cắt cho phần nhựa. Da nó hơi cùi. Đợi xíu nha anh em. Được. Rồi. Đó. Không cần xé đâu, bóp nó lại là nó rớt à. Đây. Đây nha anh em nha, mình sẽ lấy cái bóng nó cho anh em coi này. Đây là một cái bóng Osram nha anh em. Thì anh em nhìn cái bóng của nó này. Bóng này nó sẽ có một cái màu rất là đẹp luôn. Cái màu của nó sẽ là cái màu ánh. Ở trên cái phần bóng cái thủy sáng của nó sẽ có ánh tím này anh em thấy chưa? Ánh tím này rất là đẹp nha. Đó, và trên thân bóng nó sẽ có chữ Osram. Rất là đẹp nha anh em. Bóng này cam kết với anh em đúng bóng zin nha. Đúng bóng zin chính hãng nha. Có tem của Bộ Công an, cho nên anh em yên tâm, không phải cái tem giả nha, không phải lo bóng giả nha. Đó. Thì đây là dòng All Season Super. Là dòng siêu sáng phá xương, cái này ánh sáng vàng nắng nha anh em. Vàng nhưng mà nó nhẹ hơn cái màu vàng zin heo xe, nó sẽ vàng hơi gắt, thì cái này nó vàng nắng nó vàng nhẹ thôi. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiếp tục mình giới thiệu cho anh em thêm một bóng nữa. Đó là bóng cái dòng LED ha. Đây dòng bóng LED này. Bóng LED này thì nó cũng tương tự như vậy luôn. Đây bóng LED đây. Bóng LED đây. Đây bóng LED nha. Đây này, một hộp này 22 bóng này nè. Đây bóng này bóng LED nha anh em. Bóng LED này thì công suất của nó rất là nhẹ luôn, nó chỉ có 6W thôi. Nhưng mà anh em bóng LED thì anh em đừng quan tâm đến công suất của nó bao nhiêu watt, tại vì bóng LED thì nó sáng là dựa vào cái chip LED ở bên trong, chứ không phải là dựa vào công suất nha anh em nha. Đó. Rồi ok. Thì đây là cái bóng LED như anh em nha. Rồi mình sẽ quay bóng LED cho anh em coi. Đây bóng LED Osram này, cũng có tem chống giả luôn này. Đó, ok cho anh em. Rồi bóng này thì có công nghệ ACDC, công nghệ chip LED mới nhất nha anh em nha. Đó, công nghệ chip LED mới nhất. Đây. Cái độ sáng của nó cực sáng luôn và rất là tiết kiệm năng lượng nha anh em nha. Ở phía sau này, à đúng rồi, nãy mình chưa nói với các anh em thông số phía sau này. Bóng này tại sao anh em lại bỏ tiền để mua bóng này mà không phải cái bóng trôi nổi ngoài thị trường? Như bóng này là anh em nhìn cái dòng trên dòng xuống này, timeline. Lifetime có nghĩa là cái độ bền của nó là sẽ ngang bóng zin.
độ sáng xa của nó sẽ vượt qua bóng zin một khúc nè. Nên là standard là bóng zin đó anh em. Còn cái màu trắng á, là bóng Osram, thì nó cái độ sáng, cái độ sáng xa của nó nè sẽ qua cái bóng zin luôn. Về cái độ sáng mặn của nó là sẽ sáng hơn cái bóng zin chip ECR112 là 30%. Và cái màu sáng của nó thì sẽ không đậm bằng cái màu sáng zin. Đấy, màu sáng tiêu chuẩn là nó sẽ là 4 nấc, thì cái màu sáng này nó chỉ 3 nấc, có nghĩa là nó sẽ vàng giống như màu nắng thôi, chứ không phải là vàng khè giống như những cái bóng mà nắng giống như là nắng chiều em nha. Nó là nắng sáng, nó sáng kiểu nắng sớm mà nó vàng vàng nhẹ nhẹ thôi. Đó, còn đây là bóng LED này, đây mình sẽ quay cho anh em coi. Về cái light color, nghĩa là màu sáng, thì cái này nó lại ngược lại nha anh em nha. Đây, cái màu trắng nó sẽ là không phải là bóng LED bình thường, bóng LED bình thường, và cái màu xám nó sẽ là bóng LED thế hệ mới ha, Osram. Đây, thì cái Osram bóng phía trên này. Cái về cái độ sáng là nó sẽ sáng hơn rất là nhiều luôn này anh em, nó hơn 1 2 3 4 5 nấc. Về tiết kiệm năng lượng thì nó tiết kiệm hơn tới 1 2 3 4 5 nấc luôn, nó rất là nhiều nấc luôn. Về độ bền thì bền nó nào, anh em thấy không? Đó. Cho nên là anh em yên tâm, bóng LED này là không phải nghĩ,